Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ chợ Mỹ Hòa. Này là của huyện Ba Tri nha. Đường là đường huyện lộ 10. Giờ thì khoảng 10:40, gần 11 giờ rồi. Nên giờ chợ người ta gần đóng cửa hết rồi. Bây giờ chỉ còn có những cái cô gì mà còn bán bị ế thì người ta còn ấy. Bây giờ này mấy bạn đi chợ là vô là người ta nài nỉ mình biết liệt luôn á. Tại vì nhiều khi người ta bán người ta còn có chút xíu á, người ta phải gán người ta bán cho xong. Rồi thường mình thấy ngồi bán hàng mà bán rồi còn chừng chút xíu thịt, chút xíu rau gì cái đó bán, nhiều khi bán cả ngày cũng chưa xong nữa. Ở phía trước mặt mình có ngã tư. Nếu mấy bạn quẹo trái thì mấy bạn đi ra chỗ ủy ban xã Mỹ Chánh nha. Còn quẹo phải thì ủy ban xã Mỹ Hòa. Cái đường này thì nó là cái trục giao thông, nó phân cách giữa hai cái xã đó. Còn không thì quẹo trái mấy bạn đi về Ba Tri cũng được. Về thị trấn Ba Tri. Còn này mình đi thẳng nha. Mình đi về thị trấn Dòng Trơm. Đường này thì cũng ít người đi lắm, đa phần người ta đi trục lộ bên kia không à, đi trục lộ bên chỗ thị trấn Ba Tri người ta lên Dòng Trơm. Đường đó thì mình thấy người ta đi nhiều. Khu vực này thì đa phần thì làm ruộng, nhưng có một số chỗ thì trồng dừa thôi. Như phía sau thì người ta có chăn nuôi thêm bò nữa. Ở đây mình thấy nuôi bò cũng nhiều á. Nuôi bò với nuôi dê. Có chỗ thì nuôi gà vịt nữa. Còn không mình thấy có chỗ người ta nuôi dê ở trên sạp, những cái ở dưới người ta nuôi gà cũng có nữa. Mấy cây rơm đó chắc cho bò ăn quá. Có ai mà nhà phía bên lộ bên kia là muốn đi qua là phải bắt thêm cây cầu nữa. Rồi kế bên mình thì có cái con kênh nhỏ đó. Thường thường mình thấy người ta nuôi vịt ở gần cái kênh đó. Thường thường nuôi vịt vậy thì mất công khỏe lắm. Mình không có phải dọn chuồng nhiều nữa. Vịt thì nó xuống ao nó tắm mà leo lên à. Nhưng mà cái mùi nó hơi kinh khủng nha. Như chạy dọc hai bên đường mình cũng thấy mấy cái trại người ta nuôi bò nữa. Hầu như khu vực này người ta nuôi bò cũng nhiều lắm. Trại nào cũng bèo bèo phải 2-3 con là ít. Có trại 5-7 con là bình thường. Nó lâu lâu đi nhìn thấy những cái cây rơm này nhìn cũng đẹp lắm. Ở đây thì làm ruộng mình thấy cũng nhiều. Mấy cây rơm mà ở kế bên người ta có phơi phân bò nữa. Nói chung là dọc cái đường này nếu mà chạy mà mũi bạn nào mà thính thính đó là nghe mùi phân bò là mệt luôn á. Mình chạy nãy mình nghe cái mùi phân bò là mình muốn xanh mặt luôn rồi. Hai bên lộ là người ta phơi liên tục luôn. Bởi vì nếu mấy bạn có đi thì mình đề nghị mấy bạn đi đường bên kia đó nha, đừng đi đường này của mình, đường này nó đi hơi bị thất bại. Tại vì đường này mình thấy người ta nuôi bò khá là nhiều. Tới cầu số 2 rồi. Những cái cầu ở dưới quê, những cái vùng quê mà vắng vắng như vậy nè là nó ít khi nào có tên lắm, đa phần là đánh số không à. Thậm chí là nhiều cây cầu có tên nhưng mà người ta cũng không có để cái bảng nữa.
ví dụ như dân địa phương thì người ta biết, chứ còn dạng mà khách vãng lai như mình thì lại cây cầu thấy có bảng rồi mới biết thôi. Thường thường người ta dựng những cái tấm lưới dọc dọc quanh nhà đó là đa phần người ta nuôi gà hoặc là nuôi vịt, và có bụi bông rất là đẹp nè. Rơm thì chắc người ta cho qua bò ăn hoặc là trồng nấm quá. Hồi nãy mình chạy nghe mình thấy có người người ta đang trồng nấm. Nó còn những cái sân đó là các bạn thấy người ta đang phơi phân bò. Phân bò mà mấy bạn phơi sát bờ kênh vậy đó, mà trời mưa mà mấy bạn mà quên đậy á, là nó chảy xuống dưới kênh. Bởi vì nhìn nước con kênh nó thấy kinh khủng lắm. Rồi thêm một số người ta nuôi vịt nữa, rồi nước sinh hoạt nó thải xuống nữa. Bởi vì con kênh nhìn cái màu nó không có được đẹp lắm, nó đục đục. Nhưng mà ở đây được cái là tại vì dân nó thưa nên nó cũng tương đối phần nào. Nếu mà dân đông là mình nghĩ là thời gian là cái con kênh nó cũng đen à. Tại vì ở trên mình nó nhiều cái con kênh nó, hồi trước nó trong xanh tắm đã lắm. Giờ dân đông quá trời, ai cũng xả nước thải xuống, giờ nó đổi màu rồi. Xuống tắm là lơ tơ mơ là bị gẻ ngứa. Nó bên phải mình ta cũng phơi phân bò nữa. Nói chung là mấy bạn thấy phơi phân bò giống như là phơi lúa vậy. Thường thì phân bò thì vô bao thì bán cũng được mười mười mấy ngàn một bao, nuôi 4 5 con bò chắc ngày chứ cũng được cỡ chừng bao à, nửa bao tới 1 bao à. Ở bên phải mình cũng là phơi phân bò nữa. Ở đây thì có nguyên cái chuồng bò luôn nè. Chuồng này khá là lớn. Này thì cũng mười mấy con á. Một con bò nếu mà trưởng thành thì bán vài chục triệu là bình thường. Mình nhớ như lúc trước cô mình nói là bán con là ba mấy triệu vậy nè. Không biết phải lâu quá mình cũng chả nhớ nè. Thường là 1 năm là với cô mình bán là khoảng 2 tới 3 con á, là hai vợ chồng là đủ sống á. Nhưng mà hàng ngày phải đi cắt cỏ nó khá là cực. Ở bên phải mình có cái trại nuôi bò nuôi dê nữa, nuôi gà nữa. Còn phía sau thì toàn là đồng lúa không à. Ở chỗ này thì có thêm cái nghề quay chậu nữa. Thường thì ở dưới quê cũng không có gì nghề gì làm nhiều. Ví dụ như không làm vườn thì đi làm phụ hồ, còn không đi làm cỏ. Bên phải mình thì có nguyên cánh đồng lúa luôn, xa xa thì có chỗ trồng dừa. Khu vực này thì mình thấy người ta trồng dừa cũng nhiều dần rồi, nhưng mà lúa thì vẫn là chính. Này mấy cái bao này người ta dùng không biết là bao phân bò hay là bao sữa dừa nữa. Vô mùa bơ rồi. Bơ thì dọc đường thì có chỗ bán 10.000, có chỗ bán 25.000. Nay là hình như là vô mùa bơ với mùa sầu riêng, thanh long nữa. Thường mấy cái trái nó mà nó ngay mùa thì bán nó, giá nó cũng mềm lắm, chỉ có nghịch mùa thì bán nó mới mắc thôi. Bơ thì mình đợi chừng nào mà nó khoảng chừng 4 5 ngàn một ký thì mình mua, chứ còn giờ thì nó cũng còn mắc nữa. Còn thanh long thì người ta cho mình ăn rồi chứ mình thấy nó mình ngán lắm. Ở phía bên phải mình có cánh đồng cỏ, đây có trồng lúa nữa nè. Ở đây thì dừa giống như là mới trồng không mà toàn là dừa lùng lùng không mà không thấy dừa lão. Làm như người ta mới trồng dừa hoặc là người ta đốn dừa lão, người ta trồng lại dừa xiêm xanh. Này nó chắc loại xiêm xanh lùng lùng không à. Mà lúc gà thì dừa nó cũng bị sâu bệnh nhiều lắm.
nó bị cháy lá, bị gầy rồi còn bị đua ngang nữa. Cái dừa mà nó bị thối củ dừa xong là xong phim cái dừa đó. Các bạn thấy cái dừa mà cái đọt mà nó bị cháy lá trắng luôn á, là thường là nó bị thối củ dừa rồi. Là chỉ có đốn thôi. Mà những cái dừa mà nhỏ nhỏ như vậy là nhiều khi bán người ta không có mua cái thân đâu. Người ta chỉ lấy củ dừa, mà củ dừa cũng không có bao nhiêu, cũng chút xíu à. Nên người ta dùng mấy cái bao này không biết là bao gì nữa. Nó mấy cây dừa bên phải mình nó cháy đọt hết trơn à. Đường này thì nó rất là vắng, lâu lâu thì chạy gặp được một tiệm tạp hóa hoặc là tiệm sửa xe thôi, nhưng ngoài ra thấy cũng không có kinh doanh được gì nhiều, còn không thì bán vật liệu xây dựng. Chỗ này thì bán ga. Thường thì ở dưới quê người ta cũng ít xài ga lắm, đa phần ví dụ như người ta xài củ dừa. Này là mình đi tới cầu số 1 rồi. Ở đây thấy toàn là trồng dừa không à. Chỗ này thì có cái tiệm tạp hóa, kế bên thì có quán cà phê. Cà phê này thì cà phê giống nó sát bờ xa bờ kênh luôn nên nó mát rượi à. Nhưng mà lúc về thì nghe dịch nữa mình cũng ngán ngán vô mấy cái quán. Dọc đường thì mình thấy người ta trồng mấy cây dừa cũng nhiều lắm để nó che mát. Ở đây có trồng bạch đàn nữa với trồng mít. Lúc gà thì dưới quê thì chạy mình hay gặp trồng mít lắm, tại vì mít lúc gà như đó loại đó là xuất khẩu được. Nên có kỳ đó mình đi lên lần mình đi lên Tân Phước, lúc gà trên Tân Phước người ta trồng mít nhiều lắm. Mình có cái trại cừu. Ở đây người ta nuôi bò, nhiều nhà người ta nuôi sát lộ luôn. Chạy ngang qua nghe cái mùi nó hắt ra khá là khó chịu. Cái lộ này làm như muốn mở rộng bao nhiêu, thấy người ta đổ đất nè. Như lúc về đa phần thì lộ quê với mình thì người ta mở rộng ra hết trơn à, lên là khoảng chừng 3-4 mét gì không à. Nếu mà tính ra cái lộ này nó cũng còn khá là nhỏ. Ở đây có cái xưởng dừa hay gì đó. Mình thấy toàn là ba cái vỏ dừa người ta dục hai bên đường, dục bên trái mình nguyên một dải luôn. Thường ba cái vỏ dừa đó là người ta sẽ ủ người ta thành mụn dừa, còn cái sơ thì người ta đem người ta lấy người ta làm cái dĩ sơ dừa, người ta cuộn lại người ta xe là thành sợi, còn cái mụn dừa thì lấy để trồng cây. Mụn dừa thì trồng cây nó rất là tốt, tại nó giữ ẩm kinh khủng lắm, gần như là trồng kiểng hay là trồng rau đồ là ngon lành luôn. Vậy là ở đây chắc chuẩn bị mở rộng lộ quá, mình thấy dọc hai bên đường người ta cào đất với người ta đổ mấy xe đất nè.
hai bên thì bên trái mình là kênh, còn bên phải mình thì nhiều chỗ có mương nữa. Cái này lắp cũng hơi bị mệt đấy. Đường này mình thấy người ta đi cũng ít nữa, nãy giờ chạy có buổi trời gặp mới được có mấy người. Ở bên trái mình nó toàn là trồng dừa không à, bên phải thì chỉ có trồng sát lộ thôi, còn phía sau thấy vẫn là đất ruộng. Ở đây có bán bia nước ngọt rồi nữa nè. Thường thì mùa dịch này bán cái đó cũng chạy lắm, tại vì người ta cũng ăn nhậu cũng nhiều lắm. Dịch thì dịch nhưng mà mình thấy nhiều chỗ người ta vẫn ăn nhậu bình thường à. Ví dụ như dưới quê đi thì ai bèo bèo thì ta nhậu rượu, còn khá giả xíu thì ta nhậu bia. Nói thường là mấy cái chú mà đẩy chiếc xe lăn như vậy đó là đa phần thì bán vé số không à. Nhiều chú chạy gì hả, dăng nắng biết hả, đèn mung luôn á. Ví dụ như những cái chú đó thì không lành lặn thì bán vé số mình không nói gì, còn mình thấy nhiều người thanh niên khỏe mạnh mình cũng đi bán vé số nữa chứ. Đây cũng có quán gội đầu nữa trời. Gần như là ở Bến Tre mình là đi hay gặp gội đầu, cà phê gội đầu lắm. Này ở trên quốc lộ thì gặp nhiều, còn những cái khu vực mà vắng vắng như này cũng hiếm gặp lắm. Này là mình đi qua bên xã Bình Thành rồi nha. Ở này là của huyện Dòng Trơm. Ở đây có bán ghe nữa nè, bán những chiếc xuồng. Bên trái mình đó là người ta đang làm nấm rơm, cái chú nó đang cầm cái gỗ đi hái nấm rơm. Nó rơm người ta ủ thành những luống luống vậy. Nấm rơm hình như hiện tại giờ mình nhớ là bán ngoài chợ là như khoảng 60.000 những ký á. Này có cái hàng rào bằng bông bụp nữa. Thường thì chạy dưới quê bạn sẽ gặp những cái hàng rào ví dụ như bông bụp hoặc là xương rồng đồ, nhưng mà cũng ít lắm. Giờ đa phần người ta hàng rào bằng tường hoặc là bằng lưới 70 không à, tại nhiều khi hai cái đó nó rẻ, chứ còn trồng ba cái cây kia thì nó tốn công. Ví dụ như bông bụp hay là bông trang hay là đinh lăng rồi trồng thì tốn công chăm sóc nữa. Nhưng mà ngày xưa thì gặp những cái hàng rào nó rất là nhiều, tại vì ngày xưa thì đâu có tiền đâu mà mua B40 hoặc là xây tường. Ở đây thì có nhà lá này. Nhà cửa ở đây thì mình thấy cũng tương đối chứ không có ngon lắm, nhưng mà nhà lá thì cũng ít chứ không nhiều, lâu lâu thì mới gặp một hai căn thôi. Đây hiện ta trồng dừa rất là nhiều luôn.
làm như khu vực này dài dài lên là bắt đầu người ta chuyển sang người ta trồng dừa rồi, vẫn có ruộng đó nhưng mà ruộng nó chiếm tỷ lệ nó ít hơn thôi. Tại vì làm ruộng thì đa phần mình thấy người ta toàn là làm bằng tay chân thì không à, ít thấy làm máy móc lắm. Gần như là mình chạy ở Bến Tre mình là hiếm lắm mới thấy có được hai ba chỗ ta làm bằng máy, còn đa phần thì nông dân lấy cuốc đồ ra làm không à, trồng gãy đồ cũng vậy đó. Bởi vì mình nghĩ nếu mà trồng dừa thì nó khỏe hơn. Như mình thấy kỳ đó mình nhớ là như là ở đâu nói là đi nếu mà làm ruộng á, mình không làm á thì mình phải thuê nữa, ba cái máy cày máy kéo đồ đều phải thuê hết à, mà thuê nhiều quá thì không có ăn. Gì đó đang cắt cỏ, đang mần cỏ gì. Giờ gần 12 giờ trưa rồi. Bữa nay thì tại vì trời nhiều mây nên mình chạy mình thấy nó mát mát, chứ thật ra nếu mà giờ này chạy là nắng kinh khủng lắm. Nếu mà trời nắng đầy đủ nha, lúc gà đầu khoảng chừng 10 giờ là ra đường là nắng là nó cháy da luôn á. Còn dạng như mà gần 12 giờ trưa thì khỏi nói đi. Bữa nay thì tại vì trời mây nhiều nên nó ui ui chạy cũng đỡ. Với mình chạy với đường quê mà nó sát cái con kênh là nó mát rượi à. Ở phía bên phải mình có cái nhà nuôi yến, nó có như là cái nhà tù á. Bắt nhạc suốt luôn, bắt nhạc cái tiếng chim yến nó kêu á, gần như là mình thấy đi gần nó là nghe hồi nhức đầu luôn. Ở quê lúc gà thấy cũng có nhiều người người ta nuôi chim yến lắm, nhưng mà thường là đại gia không à, chứ còn dạng người nông dân nghèo nghèo ai nuôi nổi. Nuôi con bò thì cũng nó đổ mồ hôi rồi đó mà nuôi chim yến. Chủ đi giống tiểu bậy quá vậy. Thường mà chạy dọc đường mà thấy dừng chiếc xe mà lũ lũi vô bụi là đa phần là tiểu bậy không à. Ở đây thì có trồng dừa nè, đang trồng. Ở đây có bụi tre nữa. Thường thì buổi trưa mà mấy bạn ghé ghé với những cái bụi tre bự là nó mát rượi luôn, đã lắm. Như gió nó hỏi xào xạc xào xạc. Các bạn vô rừng dừa vậy chứ không có mát bằng vô mấy cái bụi tre. Ở đây cũng có nuôi bò nuôi dê nữa, có trồng đu đủ nữa nè. Dừa ở đây thì cũng toàn là mới trồng không à, này ăn chắc cũng được hai ba mùa như vậy. Cái đường này thì người ta trồng mấy cái cây chuông vàng cũng nhiều lắm. Các bạn thấy hai bên đường mấy cái cây mà nở bông vàng vàng á, nó là cây chuông vàng, hình như có kêu cái tên gọi là như là cây hoàng yến vậy nè. Đúng rồi, cây hoàng yến, kêu cái tên thì nó đẹp hơn, còn mình kêu cây chuông vàng không mà tại cái bông nó giống như cái chuông vậy. Mà này như nay nó bị hết mùa vậy, nó nở không nhiều, cách đây khoảng chừng 1 2 tháng á là nở nhiều lắm. Mà cây đó mình thấy nó nở quanh năm à, nay thì nó nở nhưng mà hơi ít. Ở đây có bông mùa giờ nở rất là đẹp luôn nè.
mùa này thì đi là gặp ngoài lộ là bông 10 giờ nó nổ về 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 nhìn đã lắm. Nó là mùa mưa là nó phát triển lẹ lắm, nhưng mà tới mùa nắng thì đa phần là nó chết sạch đó nè. Với cái hàng đó cũng dễ trồng nữa, các bạn bước ra cái mấy bạn ghim vô đất là nó sống à. Ở đây có trồng rau lan nữa nè, trồng sả nữa. Qua này bông đồng tiền không à, đã hay chứ. Đây có trồng mấy cái bông trang nữa. Thường thì chạy dưới quê thì mới thấy cây cỏ vậy thôi. Ở đây ta đốn dừa, này là dừa lão nó mới dài vậy. Cái còn dừa giờ mới trồng mình thấy có chút xíu không à. Ở mấy cây dừa bên tay phải mình đó, cái đó là bèo bèo cũng phải mười mấy 20 năm không. Mỗi lần hái là cũng trần hơn lắm, phải lấy hai cây sào nối lại rồi mới giật nó. Đa phần những cây dừa đó thường là người ta hái dừa khô mà, chứ còn nếu mà dừa xanh đó, là phải một người phải leo lên trển rồi lấy cọng dây buộc vô cái hoài rồi đốn rồi hạ cái hoài xuống từ từ, có dừa khô thì mới giật thôi. Bởi vì hái dừa cũng trần thân lắm, ví dụ như buồng nào sai sai đi thì người ta còn leo lên người ta hái, còn mà cái buồng có hai ba trái coi như người ta né né người ta bỏ luôn, cái để leo lên thì mất công nữa. Ở đây mình coi trên bản đồ mình thấy có chỗ người ta có trồng thanh long nữa, nhưng mà ở đây không ai trồng sát lộ nên mình không có thấy được. Ở đa phần bây giờ lộ thì người ta cất nhà sát lộ đó, với trồng cây được bít bùng không thấy rõ được. Ở đây có trồng su đũa nữa nè. Này mình chạy tới khu dân cư hay gì vậy, nhà cửa đây khá là đông. Ở phía bên trái mình có khu ủy ban hay gì vậy, ủy ban nằm ở phía bên cái kênh kia bắc cái cầu anh, bên trái là ủy ban xã Bình Thành, còn bên phải thì quẹo qua đường ra chợ Bình Tiên. Này mình chạy tới đây là mình gần tới thị trấn Dòng Trơm rồi. Nó gần quỹ ban thì nó đông đông này chút xíu. Ở đây người ta bán trấu rồi nha, mình thấy ba cái trấu nó vương vãi ngoài lộ. Nhà đường này bên phải mình ta trồng bằng lăng không à, còn mấy cây bên trái là như cây sao vậy. Cây này mình cũng không có rành lắm, có cây bằng lăng thì ta... ủa không phải, đang phải bằng lăng, cái này là cây móng bò. Cây bằng lăng thì cái lá nó thon dài, còn cái cây này thì cái móng nó như là móng của con bò vậy. Hình như nó có cái tên kia gọi cũng hay lắm, mà mình nhớ thì nó là kêu cây móng bò. Cây đó thì nó nở ra màu tím nó cũng đẹp lắm, nhìn không kỹ thì cứ tưởng nó bằng lăng không à. Cái lúc này mình thấy nhiều trục lộ người ta cũng trồng lắm, hình như ở bên Tiền Giang là như là đường Đinh Bộ Lĩnh vậy đó, mình thấy có trồng cây đó, nó nở gần như là quanh năm luôn á, nó không có rậm như là bằng lăng nhưng mà nó nở hoài luôn. Nó phía trước mình có cái dòng xây này, nếu bạn quẹo trái thì đi về Ba Tri nha, còn quẹo phải đi về phố Bến Tre. Con đường này nó rộng lắm, chạy thoải mái lắm. Thường thì mình đi về Ba Tri là mình đi đường này nè. Giờ mình đi thẳng luôn, đi chút xíu nữa mình tới thị trấn Dòng Trơm này. Ở lên đây thì bắt đầu người ta trồng dừa nhiều rồi.
Ở đây có bán ba cái bung, ba cái lợp, ba cái rổ luôn nè. Nói chung là ba cái đồ đan bằng tre mà. Ở đây làm gì có cái chợ hay sao? Nhìn bán đồ mình không thấy. Thường là những cái chợ tự phát mà ở dưới quê thì bán đồ ít cập nhật lắm. Nó cập nhật cái toàn những cái chợ bự không à. Hoặc là ở dưới quê thì cái chợ đó có tên đó, nhưng mà tại vì dân ở xung trong vùng người ta biết, còn vậy người lạ thì mình thì bó tay, mình phải có bản đồ mới biết được cái tên đó thôi. Nó dọc cái khúc này thì tổng toàn là cây móng bò đó mà. Này thì nó cũng có nở bông đó mà nở ít lắm. Tại vì cây này ở trước cửa phòng mình có một cây, nó nở bông với nó rụng lá suốt luôn. Cái gì kia chỉ quét biết mà chỉ bực mình luôn. Quét xong rồi cái nó gió nó thổi qua cái nó rụng nữa. Ngày quét mấy chập. Bên trái mình có trồng chuối. Ở đây có bán quần áo đây nè. Nó ghề thì quần áo người ta bán dọc đường thì cũng nhiều lắm. Người ta dựng cái dù lên, người ta treo bít bùng cái dù đó. Nhưng người ta có làm những chiếc xe kéo nữa. Cái xe kéo đó người ta móc vô chiếc Honda rồi ta chạy thoải mái. Bán không có cần thuê mặt bằng vậy. Lại xin tan tiếng cái đường này bán không được, đi chỗ khác chạy là chỗ khác bán. Ở bên phải mình là đường vào ủy ban huyện Dòng Trơm nha. Cơ quan thì nó nằm trong, nằm 4 năm cái cơ quan gì trong. Còn ở đây thì đa phần là toàn là cây, cỏ, cây đâu không à. Ở nhà sát lộ, người ta phơi quần áo sát lộ luôn. Ở đây thì có quay chậu nữa nè. Làm những cái chậu xi măng. Thường thì ở dưới quê thì hay gặp cái nghề đó lắm. Nó cũng tiện, mình thấy nó làm cũng dễ. Chỉ cần bạn có cái khuôn thôi, với bạn đổ xi măng rồi bạn làm thôi. Bên phải mình như cái cơ quan nhà nước cái gì, không hay để tên tuổi gì hết. Ở đây mình chạy lên đây là tới thị trấn Dòng Trơm rồi nha. Ở cái đường này nếu đâm hẳn luôn là ra ngay chợ ấy. Đường này thì cũng ít ai đi lắm, đa phần người ta đi đường phía trước mặt mình không à. Ở này vô thị trấn là nên nhà cửa nó đông lắm. Đông mà chẳng qua là hai bên lộ thôi, phía sau thì vẫn toàn là đất vườn, đất trống thôi không à. Ở đây thì đang làm lộ. Lần trước cách đây khoảng chừng tháng á, mình nó đang đi nó móc cống lên thì nó khá là dơ, nay thì nó đỡ đỡ. Mà làm chưa xong. Đó, lúc mà làm lộ là đường nó bụi mịt mù luôn, bạn thấy hai bên toàn là cát không à. Cái này mà gió nó thổi qua cái là con mắt mở không lên luôn. Thường là đi ra lộ mình sợ nhất là những cái con đường như vậy nè. Về là được ưu tiên là con mắt được hai cục ghiền. Còn nhà cửa hai bên này khỏi nói rồi, bụi không à. Nhiều nhà thì người ta phải che giải nữa. Bởi vì nhà ở lộ cũng đâu có sung sướng gì đâu. Ở phía bên trái mình đó là chợ Dòng Trơm nha. Cái nhà làm chợ thì nằm ở chính giữa, hai bên ta buôn bán thêm. Ở này mình chỉ chạy vòng ngoài cho các bạn coi. Ở giờ trưa rồi nhưng mà vẫn có một số hộ người ta còn bán. Ở đây thì bán ba cái quần áo. Ở bên trái mình thì bán tạp hóa. Ở đây thì bán thức ăn, bán phở, hủ tiếu, rồi đồ chay, đồ nước nôi, đồ đủ kiểu hết.
Còn ở ngoài đây thì bán rau củ quả. Còn xích ra ngoài đây chút xíu nữa thì bán gà vịt với bán cá đâu ngoài đây. Ở đây thì giờ trưa nên người ta nghỉ gần hết rồi. Thường thì buổi trưa cá ít ai bán lắm, đa phần là chỉ còn bán ế người ta mới ở lại thôi. Buổi trưa thì đa phần là chỉ còn cái tạp hóa hoặc là rau củ quả thôi, chứ còn cá thịt là chỉ bị ế thôi. Nay mình chạy ở ngoài thôi, mình không có vô chợ. Lúc gà dịch rồi nên mình đi vô cái chỗ đông đông thì mình cũng hơi ngán nữa, mình chạy lững tững ngoài lộ cho chắc cú. Ở ngoài đây thì người ta dẹp hết trơn rồi. Chợ này thì nó cũng rộng lắm. Ở ngoài trước thì người ta bán trái cây rồi mà giờ cũng dẹp hết rồi. Lộ này hôm gầy làm cả tháng mấy rồi mà thấy chưa làm xong nữa. Nhưng mình thấy nhiều bác làm lộ cũng ngộ lắm. Ví dụ như làm đây phỉnh luôn, cái không có làm nữa, cái chạy ra chỗ khác, cái làm chỗ khác một miếng nữa. Làm như là chỗ đó chưa giải tỏa mặt bằng xong hay sao, không chả hiểu nữa. Có khi khúc lộ rồi làm 1-2 năm mới xong là bình thường. Cũng như giờ thì bác này là móc cống làm cống xong đi, còn cái mốt cái tới bác đi làm vỉa hè xong cái tới bác đi ống nước, cái móc lên cái đi ống nước lại. Là mỗi lần làm vậy thì nó bụi mịt mù cũng chứ đâu phải nãy đâu. Với lúc về thì nó có cái đường bên kia nó né đi vô thị trấn rồi, nên hồ xe lớn người ta đi cũng ít đi đường này lắm. Ở bên trái mình nó là công an thị trấn này, có chút xíu à, này chắc mốt cất lại quá. Ở sát bên đó là quỹ ban. Quỹ ban này thì cũng thấy hơi nhỏ, này chắc mốt cũng phải cất lại rồi. Thường giờ mình thấy toàn là quỹ ban là cất bèo bèo hay là 1 lầu hoặc là 2 lầu không à. Ở lộ đây thì mới lắp cống xong à. Như mình thấy nhiều chỗ người ta làm lộ á, có chỗ thì cống thì nằm trên vỉa hè, có chỗ thì cống nằm dưới lòng đường, chả hiểu sao nữa. Thường thì cống nằm dưới lòng đường thì cái lộ nó rộng hơn. Ở phía bên trái mình là Thánh Thất Bình Hòa nha. Nay thì mùa dịch này nên mấy cơ quan nhà nước với tôn giáo đồ cũng đóng cửa gần hết. Ở đây thì hàng quán thì buổi trưa thì cũng gần như là không có buôn bán gì vậy. Buổi trưa thì giờ này thì chỉ có bán cơm phần thôi, nhưng mà cơm phần thì mấy bạn chỉ có gần cơ quan nhà nước đó, hoặc là mấy cái xí nghiệp rồi thì bán được, chứ còn dọc đường thì bán nó cũng ế ẩm lắm. Khách vãng lai thì cũng ít nữa, tại vì đa phần người ta đi cái đường né thị trấn cũng nhiều lắm. Ở bên phải mình là nhà văn hóa. Đây là đền thờ liệt sĩ. Đền thờ liệt sĩ bây giờ thì cất mình thấy cũng hoành tráng lắm, nhưng mà nhiều chỗ mình thấy người ta bỏ cỏ cây rồi nó mọc tùm lum hết trơn, không có ai săn sóc gì. Cái lộ này thì lúc trước nó khá là nhỏ, bây giờ nó mở rộng lên chứ cũng được cỡ gấp rưỡi lúc trước à, chạy thì nó cũng đỡ hơn được một tí. Chứ bây giờ thì đa phần những cái con đường mà đi qua thị trấn là đều được ưu tiên làm lại hết rồi. Này là thị trấn này, nếu tính ra nó hơi bị xa, bị hẻo lánh nên nó làm chưa xong. Ở phía bên phải mình là sân vận động.
Ở đây như có cái chùa nè. Ở đây thì quán xá mà thấy cũng ít nữa. Đa phần thì chỉ có bán đồ ăn thôi, như bán nước thôi, chứ ngoài ra cũng không có gì bán khác nữa. Ở phía bên phải mình là trường thị trấn Dòng Trơm, này trường cấp 2. Trường này thì xây lại cũng ngon lành lắm. Thường thì ở dưới quê mình thì chỉ có những khu vực thị trấn thì nó mới có trường cấp 2, cấp 3 bự thôi. Đặc biệt là trường cấp 3. Chứ còn những cái xã thì ít khi nào mà có trường cấp 3 lắm. Ở xã thường đa phần là cấp 2 không à. Chỉ có lên huyện như vậy thì mới được cấp 3. Bên trái mình có cái chùa này. Chùa này đa phần nằm hụt ở trong không à. Ở đây là bệnh viện huyện. Giờ đi vô bệnh viện thì phải khai báo y tế hết. Nhưng mà mình thấy nhiều chỗ bệnh viện mình đi vô buổi chiều á, cái người ta kiểm tra, người ta làm biếng á, nhiều khi người ta cho vô luôn cũng có nữa. Vô là cho tiết kiệm thời gian. Tại vì mình hay ghé bệnh viện lấy thuốc mình gặp vậy hoài à. Nè mình chạy chút xíu nữa hết thị trấn rồi. Ngày xưa thì thị trấn thì nó chỉ nằm dọc lên một cái trục quốc lộ thôi, nhưng mà đa phần bây giờ thị trấn người ta làm thêm một cái đường né thị trấn nữa, nên thường thường dân người ta sẽ chuyển qua bên cái đường né đó, thì từ từ cái thị trấn nó sẽ mở rộng ra. Ở phía bên phải mình là trường tiểu học thị trấn. Cái trường này thấy cái mồi nó cũng muốn hết đát rồi, nhìn nó xuống cấp hết trơn rồi. Trường này chắc mốt đập xây lại quá, tại vì em thấy giờ đa phần người trường này cất lại thì toàn là có lầu không à, chứ còn những cái trường lụp xụp như thường hay bị đập lắm. Ở đây có bán sầu riêng, với bán thanh long, với bán bơ. Sầu riêng ở đây thì 60 nghìn một ký. Nó này mình chạy tới ngã ba rồi. Cái đường phía bên phải mình đó là cái đường, đó là đường né thị trấn. Các bạn đi đường đó thì nó rộng hơn hang, chạy đã lắm. Rồi nên mình đi thẳng luôn là mình về thành phố Bến Tre nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.